Dạ, nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một miếng đất ở thành phố Mỹ Tho để mình xây nhà ở định cư lâu dài thì hãy cùng em xem hết cái video này nha. Dạ, em Tiến nhà đất quyền Trang Thái xin kính chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay em về ấp Long Hưng thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một miếng đất chủ cắt ra bán nha. Nghe người, sâu vào là 45 với giá là 1 tỷ 100 triệu. Bao trọn gói giấy tờ nha cô chú anh chị, và giá cả này sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Thì đây là cái miếng đất mà em muốn quay cho cô chú anh chị mình xem nè. Thì đường trước đất hiện trạng chỉ là đường đá xanh thôi và là đường xe máy nha, nhưng mà sau này nhà nước sẽ mở đường nha cô chú anh chị, và mình cách đường ô tô chỉ có 300 mét thôi theo cái hướng này nè. Và đặc biệt á, miếng đất của mình nằm sau lưng bệnh viện đa khoa mới luôn của tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị, cách chỉ có 500 mét thôi đó. Thì cái hướng này mình đi khoảng tầm mà 1,2 cây số thôi là mình sẽ ra tới ngay chỗ quốc lộ 1A nè, ngay chỗ bệnh viện mới luôn á cô chú anh chị. Đó ha, đèn xanh đèn đỏ ngã ba bệnh viện đa khoa mới tỉnh Tiền Giang nè. Mình vào trái là mình sẽ đi về hướng ngã ba Trung Lương, trung tâm thành phố Mỹ Tho nè. Còn mình vào phải là mình sẽ đi về hướng ngã tư Đồng Tâm. Mình một hướng là mình đi về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè, một hướng là mình đi về cây lầy Mỹ Thuận nha cô chú anh chị. Đó. Khu vực ở đây là khu dân cư nha, điện nước wifi có đầy đủ luôn. Thì ở đây nhà nước quy hoạch là đất ở nông thôn và cây lâu năm nha cô chú anh chị. Thì miếng đất của mình hiện trạng chỉ là đất cây lâu năm thôi. Đó, giá là 1 tỷ 100 triệu, bao trọn gói giấy tờ luôn và còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Ngang 10 mét mình sẽ tính từ ngay chỗ cái vị trí này nè. Mình đo ngang qua, ngay chỗ cái vị trí ngay cái dừa này nè là 10 mét. Sâu vào là 45 nha cô chú anh chị. Đó. Thì chủ bán cái miếng này là 1 tỷ 100 triệu. Rồi bây giờ em sẽ vào bên trong, em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Dạ rồi, thì em đã vào bên trong đất của mình nè. Thì em xin nhắc lại nha, đất của mình thì nguyên miếng đất này nè, chủ cắt ra bán và đã có bản vẽ đo đạc từng thửa cho mình luôn rồi. Thì là ngang 10, dài 45 nha cô chú anh chị. Đất sử dụng là cây lâu năm, nhưng mà ở khu vực này nhà nước quy hoạch lên là đất ở nông thôn và cây lâu năm nha cô chú anh chị. Thì giá chủ bán là 1 tỷ 100 triệu nha, bao trọn gói giấy tờ luôn. Giá cả này còn mà thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Ngang 10, dài 45 nha. Đất thì cao ráo nè, trên đất thì có mấy cây mít nè cô chú anh chị và mấy cây nhãn nha. Vị trí này thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình xây nhà ở nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn. Sau lưng bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị, rất là tiện ích luôn. Mình di chuyển đâu đó khoảng tầm 1,2 cây số thôi là sẽ ra tới quốc lộ 1A nè. Một hướng là mình sẽ đi về hướng ngã ba Trung Lương, mình vào trung tâm thành phố Mỹ Tho nè. Một hướng về phải là mình sẽ đi về hướng cây lại Mỹ Thuận nè. À, từ bến xe miền Tây mà cô chú anh chị mình về đây nè, mình ra hết cao tốc, mình tới ngã tư Đồng Tâm, mình quẹo trái, mình về vô đây là chỉ có khoảng 60 cây số thôi, rất là gần nha. Và mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho đâu đó khoảng 3 cây số à. Thì ở khu vực này mà đi chợ nè, trường học, ủy ban thì bán kính trong vòng 2 cây số thôi là mình sẽ ra tới tất cả các tiện ích luôn. Thì mặt tiền đất của mình á, nó sẽ quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Khu vực này thì đông đúc dân cư này, điện nước wifi là có đầy đủ luôn. Thì nữa mà cô chú anh chị mình về đây mình có thể xây nhà ở ha, mình trồng thêm những cây ăn trái mình yêu thích vào nè. Đất thì cao ráo sạch sẽ nha, không có mồ mả nè, có hàng rào sẵn cho mình luôn, giấy tờ pháp lý là rõ ràng nha cô chú anh chị. Thì chiều dài 45 mét thì mình sẽ tính từ ngay chỗ cái vị trí hàng rào cuối đất này nè cô chú anh chị. Đó, 10 mét thì sẽ ngay chỗ này, chủ cũng đã làm dấu cho mình ngay chỗ cái bịch màu hồng nè, đo ngang qua đây là 10 mét, chiều dài là 45 mét ha. Thì trên đất cao ráo sạch sẽ, không có mồ mả, nhưng mà ở vị trí cuối đất á cô chú anh chị là sẽ có mộ hàng xóm, nhưng mà cách một thửa đất lên cô chú anh chị khoảng 10 mấy mét á, bên đây nè chỉ lại phía xa xa ha. Đó, cách mấy chục mét lên cô chú anh chị ơi. Thì nữa mà mình về mình không có quen á, mình có thể xây một bức tường lên. Dạ rồi, thì em xin nhắc lại nha, thì ở đây thuộc về ấp Long Hưng của xã Phước Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, chủ bán với giá là 1 tỷ 100 triệu bao trọn gói giấy tờ cho một miếng đất là ngang 10 dài 45 ha cô chú anh chị. Đất sử dụng là cây lâu năm. À, trên đất thì có vài cây ăn trái như là nhãn và mít ha cô chú anh chị, cao ráo nè. Khu vực thì đầy đủ tiện ích luôn, cách bệnh viện đa khoa chỉ có vài trăm mét là cô chú anh chị, sau lưng bệnh viện đa khoa luôn nha miếng đất của mình á.
Thì từ đây mà mình di chuyển về bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 60 cây số nè, vào trung tâm thành phố Mỹ Tho chỉ có 3 cây số thôi, rất là gần luôn ha. Dạ rồi, thì nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm nè, mình gọi ngay số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem trực tiếp đất nè, rồi mình gặp chủ luôn, mình thương lượng giá cả nha cô chú anh chị. Giá này là còn thương lượng nè, 1 tỷ 100 triệu nha, bao trọn gói giấy tờ cho mình luôn. Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em ạ.